Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trực tiếp bão số 3 Yagi áp sát Quảng Ninh, gió giật mạnh, cây xanh gãy đổ hàng loạt. Mở đầu thông tin chung về tình hình cơn bão, Báo Giao thông tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất về cơn bão Yagi ở Việt Nam. Bão số 3 trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 9 giờ, vị trí tâm bão số 3 trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, 134-166 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Bão áp sát, Cẩm Phả mưa lớn, gió giật mạnh. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giao thông, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 bão Yagi, tại thành phố Cẩm Phả hiện có mưa rất to, gió giật mạnh. Hà Nội, đường phố thưa vắng sáng thứ Bảy. Do ảnh hưởng bão số 3, từ sáng mùng 7 tháng 9, Hà Nội đã có mưa và gió giật nhẹ. Dù là sáng thứ Bảy nhưng đường phố thưa vắng. Hải Phòng, lượng mưa tăng dần, các đảo gió giật mạnh. Theo báo cáo từ đảo Bạch Long Vĩ, hiện sức gió mạnh hơn so với dự báo. Tại đảo Cát Bà cũng đang có mưa lớn và gió giật mạnh. Tại trung tâm thành phố Hải Phòng, lượng mưa đang tăng nhưng chưa có điểm nào xảy ra tình trạng ngập úng. Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thị sát tình hình bão tại cảng quốc tế Tuần Châu. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp, 7 giờ sáng ngày 7 tháng 9, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn do Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy thị sát tình hình bão tại cảng quốc tế Tuần Châu. Hiện các tàu du lịch đã ở khu neo đậu tránh trú bão an toàn, không còn khách du lịch ở các tuyến đảo. Hơn 2.000 khách du lịch đều đang lưu trú ở đất liền. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng sớm ngày 7 tháng 9, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h, sức gió mạnh nhất cấp 14, 150-166 km/h, giật cấp 17. Trước khi bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh, lượng nước trữ tại Hồ Yên Lập ở mức 87%. Ngày 5 tháng 9, Hồ Thủy Lợi Yên Lập đã mở cửa xả lũ công suất 100 m³/giây. Đến sáng nay, ngày 7 tháng 9, Hồ Yên Lập đã tăng công suất xả lũ lên 160 m³/giây để đảm bảo an toàn. Hồ Thủy Lợi Yên Lập có dung tích 127 triệu m³, là hồ chứa lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh, cung cấp phần lớn nước sinh hoạt cho thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên. Lạng Sơn, gió lớn cuốn bay mái tôn, chia cắt cục bộ trên phố đi bộ Kỳ Lừa. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, khoảng 8 giờ sáng nay, trên địa bàn bắt đầu xuất hiện mưa to và gió lớn, gây ra một số sự cố giao thông trên địa bàn. Trong đó, gió lớn cuốn bay một mái tôn gây chia cắt cục bộ trên phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn. Rất may thời điểm này trên đường không có người lưu thông nên không gây ra thiệt hại. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức cấm đường, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông. Tại các huyện Bình Gia, Đình Lập và Chi Lăng xảy ra một số điểm sạt lở khiến cây cối gãy, đổ ra đường gây cản trở giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo lực lượng thu dọn đảm bảo an toàn giao thông. Trước đó, để ứng phó với cơn bão số 3, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ ứng trực 100%, sẵn sàng hỗ trợ người dân chống bão, bảo đảm an toàn tính mạng, an toàn giao thông. Cấm cầu Đình Vũ, Hải Phòng. Trước tình trạng ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, khu quản lý đường bộ 2 quyết định tạm cấm cầu Đình Vũ để đảm bảo an toàn. Thái Bình, gió bắt đầu to, gây mất điện toàn huyện Tiền Hải. Theo thông tin của phóng viên cập nhật lúc 9 giờ 30 phút, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn huyện Tiền Hải gió bắt đầu to, mưa nặng hạt, gây mất điện toàn huyện. Quảng Ninh, cây xanh cột điện đổ hàng loạt, quốc lộ 18 ách tắc cục bộ. Gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh cột điện đổ rạp, khiến đoạn quốc lộ 18 qua phường Cẩm Sơn bị ách tắc cục bộ. May mắn không gây thiệt hại về người. Hai trực thăng sẵn sàng tham gia cứu nạn. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, đến sáng ngày 7 tháng 9, khoảng 91.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, 360.000 dân quân tự vệ và dự bị động viên đã được huy động để ứng phó bão Yagi. Các quân khu 1, 2, 3, 4, 5, các quân chủng hải quân, phòng không không quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Cảnh sát biển và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động tổng cộng gần 2.000 ô tô, xe đặc chủng, 6 máy bay và tàu thuyền các loại để ứng phó bão. Trong đó, Binh đoàn 18, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã bố trí 70 người cùng 2 trực thăng để tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn. 187 du khách đang lưu trú tại Cát Bà và Đồ Sơn. Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, tính đến sáng ngày 7 tháng 9, toàn thành phố đã sơ tán tổng số 7.083 hộ, trên 23.581 người dân đến nơi an toàn. Tới thời điểm này, huyện Cát Hải có 181 khách, 104 khách du lịch quốc tế và 77 khách du lịch trong nước lưu trú tại Cát Bà. Quận Đồ Sơn hiện có 106 khách lưu trú trên địa bàn đã được thông báo về diễn biến bão.
hiện những khách lưu trú đã được cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bảo đảm an toàn khi bão đổ bộ. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, lực lượng biên phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1.794 phương tiện trên 5.219 lao động, 173 lồng bè trên 285 lao động, 24 chòi canh trên 14 lao động đang hoạt động và neo đậu diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Toàn bộ lao động đã được vào bờ tránh trú bão an toàn. Đối với tàu thuyền đậu trong vùng nước cảng biển Hải Phòng, có tổng số tàu đang neo đậu là 91 tàu, 75 tàu biển, 16 phương tiện VRSB đều đã được vào khu vực tránh trú bão an toàn. Tại đảo Bạch Long Vĩ, theo quan sát của trạm radar Hải quân, từ tối ngày 6 tháng 9 tới thời điểm này, không còn phương tiện nào hoạt động ngoài biển. Ảnh hưởng của bão sẽ bắt đầu khoảng từ 13 đến 14 giờ và kéo dài tới 17 giờ. Sáng ngày 7 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tới kiểm tra, chỉ đạo công tác dự báo bão số 3 tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, yêu cầu tăng cường các bản tin dự báo bão, dự báo hải văn và sự thông suốt trong thông tin liên lạc dự báo. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, công tác dự báo đã đưa ra các dự báo về cường độ, tính phức tạp và diễn biến của cơn bão là chính xác, kể cả hướng đi, sự thay đổi của bão. Thời điểm này cần tiếp tục dự báo hướng đi của bão trong bán kính, cấp độ, phạm vi ảnh hưởng. Ảnh hưởng của bão sẽ bắt đầu khoảng từ 13 đến 14 giờ và kéo dài tới 17 giờ chiều. Đối với những cơn bão lớn như thế này, hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây nguy hiểm, có thể kéo dài thời gian nguy hiểm cho đến đêm. Phó Thủ tướng cho biết, ở các huyện đảo hiện cơn bão đang đi qua, công tác dự báo cần có tính toán dự phòng. Các địa phương có các tuyến đê trọng điểm cũng cần tính toán đến mức độ ảnh hưởng của sóng biển khi nước biển dâng tràn đê. Đối với hoàn lưu bão ảnh hưởng tới các tỉnh miền núi Trung Du, cần cung cấp thông tin về lượng mưa để các địa phương sâu trong đất liền chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão có phương án ứng phó. Do đó, công tác dự báo lượng mưa, dự báo về tài nguyên nước, hải văn cần phối hợp đưa cập nhật bản tin sớm hơn. Nếu trước đây là 3 giờ trên một lần, bây giờ cần cập nhật sớm hơn, rút ngắn thời gian đưa bản tin. Dự báo mưa phải đi cùng với dự báo bão để làm sao khi cơn bão chưa đi qua khỏi phạm vi nước ta thì đã có dự báo về lượng mưa rồi. Bắc Giang, gió lớn quật đổ cây xanh chắn ngang đường. Khoảng 10 giờ sáng nay, trao đổi với phóng viên báo giao thông, lãnh đạo công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, do địa phương nằm giáp ngay thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nên có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3. Do đó, công an huyện Sơn Động đã chỉ đạo 100% quân số ứng trực, bảo đảm công tác phòng chống lụt bão, giữ gìn an toàn tính mạng và an toàn giao thông. Đến 9 giờ sáng nay, trên địa bàn bắt đầu có mưa to và nổi gió lớn. Trước tình hình trên, đội cảnh sát giao thông công an huyện Sơn Động đã tăng cường tuần tra, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường, qua đó đã kịp thời phát hiện, thu dọn nhiều cây rừng gãy đổ, chắn ngang đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên quốc lộ 31, đoạn qua thôn Tân Trung, xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động. Tuy trời mỗi lúc mưa một lớn nhưng nhìn chung đến nay các tuyến đường trên địa bàn vẫn an toàn, thông suốt, chưa xảy ra tình trạng ngập úng, chia cắt cục bộ. Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang chỉ đạo phòng chống bão số 3 tại Hải Phòng. Trước tình hình bão số 3 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp đang ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta, Thủ tướng Chính phủ cho biết Chính phủ đã thành lập Bộ Chỉ huy Tiền phương tại Hải Phòng để chỉ đạo công tác phòng chống bão. Một số bộ trưởng, thứ trưởng được cử xuống các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố ven biển để chỉ đạo, đôn đốc phòng chống bão. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã huy động lực lượng ứng trực và giúp dân phòng chống bão. Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đang có mặt tại Bộ Chỉ huy Tiền phương chỉ đạo phòng chống bão số 3 tại đây. Trước đó, đêm ngày 6 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại khu vực bến tàu Vinhomes Royal Island trên địa bàn phường Máy Chai, quận Ngô Quyền. Yên Bái, dông lốc làm tốc mái 15 ngôi nhà. Theo thông tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại Yên Bái từ đêm 6 tháng 9 đến 11 giờ sáng ngày 7 tháng 9, dông lốc đã làm tốc mái 15 ngôi nhà, trong đó có 7 nhà thiệt hại từ 30% trở lên, đổ một cột điện hạ thế, một số tường rào, ảnh hưởng 37 hecta lúa. Hiện đã có 11 hộ gia đình sống tại khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn đã di rời tạm thời đến nơi an toàn. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún ở Hải Phòng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua, từ 4 giờ đến 10 giờ ngày 7 tháng 9, khu vực thành phố Hải Phòng đã có mưa vừa, có nơi mưa to như Cát Bà 80,8mm, Hòn Dấu 39mm. Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực thành phố Hải Phòng tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 130mm. Lượng mưa lớn, Hải Phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại thành phố Hải Phòng, đặc biệt tại các huyện Cát Hải, Kiến An, Đồ Sơn. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội.
Bão Yagi áp sát Quảng Ninh, gió quật đổ nhiều cây xanh, cột điện. Trên địa bàn thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, hiện gió giật mạnh kèm theo mưa lớn, nhiều cây cối bị gãy đổ. Nhiều cột điện trên tuyến đường từ trung tâm thành phố Móng Cái xuống các phường Trà Cổ cũng bị gió bão quật đổ, dây điện vắt ngang đường. Trụ đèn trang trí đoạn phía cuối cao tốc Vân Đồn, Móng Cái bị gió quật đổ nằm lăn lóc trên đường. Trên đảo Quan Lạn, gió giật cấp 14, lượng mưa khoảng 88mm, nhiều cây cối bị đổ rạp, ngổn ngang. Bão số 3 áp sát Hải Phòng, Quảng Ninh. Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 đang tiến gần vào khu vực giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Lúc 10 giờ 20 phút ngày 7 tháng 9, tại Cô Tô, Quảng Ninh, gió cấp 12, giật cấp 15. Cửa Ông, Quảng Ninh, gió cấp 12, giật cấp 14. Thành phố Hải Phòng, gió cấp 7, giật cấp 9. Thái Bình, cấp 7, giật cấp 10. Thành phố Hải Dương, cấp 6, giật cấp 8.